Vì vậy chúng ta phải học thân khẩu ý nghiệp của Đức Như Lai. Điều này rất quan trọng. Nên nhớ, hiện hộ khẩu nghiệp, không mỉa mai lỗi người khác. Nhất định phải học cách không phê bình người khác. Không thể dùng thái độ ngữ khí nghiêm trọng quá để đối đãi với người khác. Phải học cách nhu hòa và chân thật. Tâm chân thành, ngôn ngữ thái độ của chúng ta phải nhu hòa, phải khiêm tốn, phải cung kính đối với tất cả người và sự vật. Quý vị học như vậy là quý vị đúng rồi, quý vị thật sự học được rồi. Bồ Tát Phổ Hiền yêu cầu cao hơn. Người học của Tịnh Tông đều là tu hành của Bồ Tát Phổ Hiền, không thể làm cho trình độ của mình hướng thượng nâng cao thì quý vị làm sao mà thành tựu được. Quý vị xem, Đức Thế Tôn đã giải thoát được những trói buộc phiền não của thân nghiệp, những trói buộc phiền não của khẩu nghiệp cũng giải thoát rồi. Người khác phê bình tôi hoàn toàn chấp nhận, tôi sẽ cung kính mà nghe, không cần biện bạc. Nói đúng rồi thì cảm ơn họ, tôi sửa sai. Nói không đúng thì không trả lời. Mặc nhiên như vậy thì không có chuyện gì cả. Nếu quý vị hồi đáp thì sẽ khởi tranh luận. Cứ nghe như thế, tôi tin rằng nói 2 tiếng đồng hồ thì họ cũng không còn sức nữa, họ sẽ không nói nữa. Như vậy tốt. Để cho họ nói, chúng ta ở đó yên lặng, trong lòng niệm A Di Đà Phật, cung kính để đối đãi họ. Đợi họ phát xong rồi, không phải là không có việc gì sao? Hà tất phải tranh luận? Có thì sửa đổi, không có thì khích lệ, không cần phải tranh luận. Như vậy qua mỗi lần cảnh giới của bản thân sẽ nâng cao được, đức hạnh của bản thân cũng thành tựu rồi. Luôn phải học khiêm nhường, luôn phải học nhân hậu. Vào nhà Như Lai rốt ráo bình đẳng khẩu nghiệp. Ngày nay chúng ta gần nhà Như Lai, rất gần rồi. Giảng sanh đó chính là vào nhà Như Lai.